Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cây cam nó bị rụng vàng gốc kìa mọi người kìa. Mình hôm nay xin chia sẻ với mọi người một cái video về cái cách nhận biết khi vườn có bị lấm hay không mọi người nhé. Tại vì là có rất là nhiều các bác điện bằng Zalo trực tiếp với mình ấy, gửi hình ảnh luôn ở trên vườn cây của nhà mình là bị rụng nhiều lắm. Nhưng cái hiện tượng nó cũng gần như vườn nhà mình đây. Thì hôm nay mình sẽ vào vườn và mình sẽ tìm đến những cái cây mà nó bị như kiểu hình ảnh của mọi người chia sẻ với mình. Mình làm video để mình chia sẻ thực tế với mọi người, chứ mình nói chuyện bằng qua Zalo thì không thực tế. Thì hôm nay mình sẽ vào vườn mình tìm đúng những cái cây mà nó yếu, mà mình đã chia sẻ nói chuyện với các bác rất là nhiều. Đó là những cái cây yếu nó bị rụng như mọi người đang nhìn đây nhá. Cây là nhà mình, đây là vườn cây của nhà mình luôn. Đó, nó rụng này mọi người nhìn này. Đó, nó rụng vàng gốc luôn nhé mọi người nhé. Thì đây, trước tiên là mọi người đã nhìn thấy quả rụng nhá. Nhưng cây đây mọi người nhé, đây, cây này là cái cây bản năng của nó đang bị yếu. Thì những cái mé nó quy định cây kia, mé kia quả vẫn còn đẹp cực kỳ luôn. Cành kia không bị sao nhé mọi người nhé. Nhưng chỉ có một cành duy nhất, đó là cái cành này, là trước đây nó bị con sâu đục thân mọi người ạ. Mình phát hiện ra muộn và mình bơm vào thì nó cứu, nhưng mà nó chỉ còn được những cành dưới thôi. Còn cành trên đỉnh kia mọi người nhìn kìa, quả là vẫn còn đang rụng kìa. Đấy, nó beo bé, quả nó rất bé và nhìn nó khác màu luôn mọi người nhá. Mọi người nhìn nó khác màu hoàn toàn luôn đúng không ạ? Đó, quả nó bé mà nó sạm lại, lá nó vàng. Đó mọi người nhá. Thì cái cành đó nó không cạnh tranh được chất dinh dưỡng là thứ nhất. Thứ hai là dinh dưỡng nó không đưa được lên nuôi cái quả đó, và cành nó cực là sai. Vậy nên nó bắt buộc nó phải rụng. Đấy là cái sinh lý bình thường của cái cây mọi người nhá. Không phải hiện tượng của lấm hay là của bị thán thư hay là của bị lấm cuống quả đâu mọi người nhá. Đó mọi người nhìn quả nó bé hơn những quả bình thường. Đó, và đây là cái cây mà nó rụng như thế này. Còn tí nữa mình sẽ lại dẫn mọi người đến những cái cây khỏe của nhà mình xem nó có bị rụng hay không nhá. Đây là vườn mình chưa nhặt mọi người nhá. Đó, đây là vườn cam lòng vàng với cả cam canh của mình chưa nhặt tí nào đâu mọi người nhá. Đó, thật sự là mình chưa nhặt tí nào, mình chỉ đi nhặt cam V2 thôi. V2 nó thì lứt, nó rụng, cam lòng vàng mình chưa nhặt đâu mọi người. Rồi hôm nay mình mới vào vườn xem vườn lòng vàng của nhà mình, mọi người nhìn này, nó rụng, cây này rụng quá trời luôn. Đây, nhưng đều là cái cành đấy hết mọi người nhá. Đây này mọi người này, khi cái biểu hiện khi nó rụng mọi người nhá. Đây mọi người nhìn, nếu như lấm thì là nó sẽ ướt ở cái đầu cuống, nếu mà bị lấm cuống quả mọi người nhá, nó không khô được như này đâu mọi người nhá. Xin thưa với mọi người là nếu bị lấm thì nó sẽ phải ướt và nó thối từ cái trong cuống quả này đi, thối ra. Đó là cái hiện tượng bị lấm mọi người nhá. Là cái biểu hiện của lấm đó mọi người. Mọi người để ý thật kỹ cho mình. Mình đã chia sẻ, mình nói rất kỹ rồi. Đó là nó có hiện tượng khi quả nó rụng thì nó phải có vanh và nó ướt ở cái đầu cuống quả. Có nghĩa là cái này đây mọi người này, mọi người thấy nó ướt ở đây. Đó thì mới là lấm mọi người nhá. Đó là bệnh lấm cuống quả thì mọi người phải phun. Như của nhà mình đây này, mọi người nhìn, cái này nó chỉ là do nó cạnh tranh chất dinh dưỡng nó không nổi nên là nó bắt buộc nó phải nhả quả thôi. Nó khô cái đầu cuống quả và nó rụng, đó là cái cành đấy nó thiếu chất dinh dưỡng nên là nó bị rụng. Đây mọi người nhá, lúm nó vẫn khô như bình thường. Đó, nó chả sao cả. Cái này mình phải thu gom và nhặt đi. Đó, đào hố và nhặt và đổ xuống hố, sau đó đổ vôi vào, rắc vôi lên trên chốc mọi người nhá. Đó, đấy là cái mình chia sẻ với mọi người để mọi người nhận biết. Đây giống như đây cũng thế này mọi người này, mọi người nhìn này. Đó, đây nhá, cuống nó rất là khô luôn, nó không bị ướt thôi mọi người nhá. Đây này, rụng lâu rồi nó vậy. Nhưng đây này mọi người này, không có ướt ủng gì nhá. Đó là cái hiện tượng bình thường. Còn đây như quả mới rụng đây mọi người này. Đó, mới rụng đây, nó không có vanh, không bị gì. Đấy là không phải là lấm mọi người nhá. Thì mọi người yên tâm, như nhà mình đây, mọi người tìm hiểu thật kỹ. Và mọi người quan trọng là mọi người nhìn ở trên cây xem là cái cành đó nó có bị vàng hay không, và cái cành nó có rụng hay không. Đó là cái cây nó yếu. Còn những cái cây khỏe đây như mọi người nhìn, đây cây khỏe đây mọi người, có thấy rụng đâu ạ? Không ạ, đúng ạ, không rụng, quả rất là đẹp to luôn mọi người nhá. Này đó, và cam nhà mình đang bắt đầu hung đít chín rồi đây mọi người này, bắt đầu bước vào hung hung rồi đây mọi người nhá. Tháng nữa là ok rồi. Đó, đây, hung hết rồi mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn, nó không có dưới gốc rụng luôn đúng không ạ? Kể cả những cái cành gầm đây mọi người nhá, không có nhá. Đó là ok đúng không ạ? Đấy là mình xin chia sẻ thực tế với mọi người. Không, mình nói thì nó không có hình ảnh trực tiếp để cho mọi người cùng chia sẻ với mọi người nên là mọi người cũng không hiểu rõ được hẳn. Thì hy vọng rằng video mình chia sẻ có thể giúp ích được mọi người. Như đây mọi người nhìn, cây này cây khỏe đây, dưới gốc không có mọi người nhá. Nó không có biểu hiện của rụng như vậy. Đó, không có cành yếu thì nó chỉ có những quả lứt nó rụng thôi. Đây này mọi người này. Đó, mọi người nhìn đây là cái quả lứt nhá. Đây là quả lứt nó rụng. Đây nữa này mọi người, cây khỏe đây mọi người nhá. Công nhận không ạ? Mọi người có nhìn công nhận đấy, mình là không có quả rụng luôn, quả lứt nó rụng thôi mọi người kìa. Đó. Còn quả nó đẹp khỏe nó không rụng, cây kia nữa mọi người nhá. Đó.
Có mỗi cây đấy là mọi người nhìn kìa, đó là cây đấy nó yếu, là bản năng của nó rụng, cái cành đó nó rụng cực nhiều luôn. Đây mọi người nhá. Nên là mọi người quan sát thật kỹ vườn của nhà mình. Mình hy vọng rằng mọi người xem video này thì mọi người cũng tìm hiểu thật kỹ vườn, để mọi người biết, để mọi người phun. Ví dụ có bị lấm thì mọi người phun, còn không thì cũng chả phun làm gì cho nó tốn tiền. Hoặc là có thể mọi người phun phòng. Thật ra thì biện pháp phòng hơn chống mọi người. Khi nó bị rồi thì phun nó cũng phải kép hai lần. Còn nếu như phòng thì mình chỉ phun một lần thôi để mình phòng. Thì tùy mọi người, như mọi người phun phòng càng tốt. Như mình thì mình có bệnh thì mình phun, như bây giờ Covid đang hết sạch tiền rồi mọi người. Mình thấy cái triệu chứng có bệnh là mình sẽ phun, nhưng mà mình chưa thấy triệu chứng gì nên là mình chưa phun cáp enzyme đâu mọi người ạ. Mà cũng chưa phun Zizumin luôn. Đấy, mình chỉ phun đồng đỏ thôi. Thì sắp tới đây mình mưa, trên mình mưa quá mình chưa phun được ấy. Chứ còn mua thuốc rồi, mua đồng đỏ rồi nhưng chưa phun được mọi người. Mà muộn thêm tí nữa là dở đấy mọi người. Là quả này chín mà phun đồng đỏ lại không bán được. Mà nếu như mà mình mua về rồi mà gặp trời mưa quá mà không phun được là mình cũng chẳng phun nữa nếu như nó không bị làm sao. Đấy, mình xin chia sẻ với mọi người. Càng tiết kiệm được tí nào cho bản thân mình bây giờ càng hay thì đấy. Bây giờ Covid không biết là bán bổ nào rẻ lắm mọi người, mình sợ lắm. Đấy là mình chia sẻ với mọi người, còn mọi người phải phun phòng mọi người nhé. Đấy là mình thôi, mình chia sẻ của cách mình thôi. Còn mọi người phải làm, mọi người phải phun phòng sớm. Ví dụ như cam, mà nhất là cam tơ mà cành quả nó cứ xòa dưới đất này mọi người này. Giống như của bác mà hôm qua nói chuyện với mình buổi tối ấy. Đấy, bác chia sẻ hình ảnh là cam của bác nó cây rất là đẹp luôn. Lá nó xum xuê xuống dưới mọi người. Thì bác phải buộc lưng tán lên. Có là bác buộc đây như cành này nhà em này, em phải buộc đây mọi người nhìn này. Đó, mình chấp nhận phải buộc lưng cách mặt đất lên ít nhất phải được 5-60 phân. Làm sao cái nguồn lấm bệnh ở dưới đất nó đưa lên rất là nhiều luôn, lấm bệnh đều ở dưới đất hết thưa các bác. Vậy nên là mình phải buộc cách mặt đất lên chứ không để cho nó sạt xuống mặt đất mọi người nhá. Đó là cái đầu tiên. Đây như mọi người kìa, mình phải buộc lên đây kìa mọi người kìa. Đó, cái cành kia nó sạt hết xuống đất đấy nhá mọi người nhá. Mình phải buộc líu lên, ít nhất phải cách mặt đất được 50 phân như kia mọi người nhá. Đó, thì là nó không bị lấm bệnh lây truyền. Đó. Đấy, mọi người nhìn có mỗi cây đấy là rụng nhiều nhất, còn những cây này là nó lác đác, nó rụng là những cái quả lứt thôi mọi người nhá. Đó, mọi người nhìn. Đấy, đây là cam canh của nhà mình. Nó cũng không được sai lắm. Đây nó cũng lứt cam canh này mọi người này. Đó, những quả cũng to. To như này mình thích quả to hơn quả bé. Quả bé bán cắt mãi mới được một xô, nhưng quả to như này, tháo này cắt thích mọi người. Tuy bán rẻ hơn nhưng mà dễ bán hơn, hiệu quả hơn. Mình thích hơn. Đấy, đây này mọi người này. Nó cũng không phải là không có quả mấy mọi người nhá. Đấy. Mình cũng phải buộc líu rồi kìa mọi người, để cho nó cách mặt đất lên kìa mọi người nhìn kìa. Đó, nó sát xuống mặt đất mình phải buộc líu lên rồi đó mọi người nhá. Đó, nhớ cái công việc này cực kỳ là quan trọng đó mọi người. Mọi người phải buộc líu cách lên. Đó. Thì hôm nay video mình chia sẻ cũng chẳng có gì cả, chỉ ngắn gọn ở trong cái nội dung là để mọi người cùng nhau nhận biết được cái thực tế hình ảnh là nó bị lấm như nào và có lên phun thuốc hay không, rồi như thế nào là nó rụng vàng do lấm và rụng vàng do yếu cây. Thì hy vọng rằng video chia sẻ có thể giúp ích được mọi người. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like cũng như là ấn nút đỏ đăng ký phía dưới để ủng hộ tinh thần cho kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong của mình phát triển mạnh hơn nữa, cũng như là mọi người sẽ nhận được sớm nhất những cái video mình sẽ chia sẻ tiếp theo với mọi người nhé. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.